Lý do Quách Ngọc Ngoan chiều chuộng bạn gái đại gia nhưng không tổ chức đám cưới. Đã rất lâu rồi Quách Ngọc Ngoan mới có những giây phút để trải lòng về chuyện đời tư. Qua đây khán giả sẽ thấy mối quan hệ thực sự của Quách Ngọc Ngoan và vợ cũ Lê Phương. Trong suốt thời gian từ khi ly hôn Lê Phương đến nay, Quách Ngọc Ngoan hạn chế hoạt động showbiz. Anh chỉ nhận lời tham gia một vài dự án điện ảnh và chủ yếu dành thời gian chăm lo cho gia đình. Sau ly hôn, khi Lê Phương quyết định gắn bó với bạn trai kém 7 tuổi, ngược lại Quách Ngọc Ngoan lại tình cảm thân mật với nữ doanh nhân Phượng Channel hơn anh cũng 7 tuổi. Chuyện tình của Quách Ngọc Ngoan với Phượng Channel sau 2 năm cũng mất ồn ào trên mặt báo và dần được dư luận công nhận. Mới đây trong một buổi trò chuyện, Quách Ngọc Ngoan đã có cơ hội trải lòng về chuyện nghề và chuyện đời tư. Đặc biệt, mối quan hệ hiện tại của nam diễn viên và vợ cũ, tình mới là điều khán giả quan tâm nhiều nhất. Hiện tại Quách Ngọc Ngoan thì vẫn hạnh phúc với nữ doanh nhân Phượng Channel. Cả ở Hà Nội lẫn thành phố Hồ Chí Minh, mỗi khi có sự kiện trong làng giải trí, cặp đôi vẫn thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt, từ khi công khai tình cảm với Phượng Channel, Quách Ngọc Ngoan liên tục dành cho bạn gái lớn tuổi những hành động lãng mạn. Anh còn thường xuyên làm thơ để tặng Phượng Channel trên mạng xã hội. Tuy nhiên, mỗi khi được hỏi về chuyện đám cưới, cả hai đều từ chối trả lời. Được biết, Phượng Channel đã khá nổi tiếng trong giới showbiz, dù chị không phải là nghệ sĩ. Hầu như trong các sự kiện lớn của làng giải trí, đều không mấy khi thiếu vắng doanh nhân này. Ngoài việc điều hành các công ty giải trí, Phượng Channel còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, kinh doanh xe hơi hạng sang và chuỗi nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài biệt thự, Phượng Channel còn sở hữu những siêu xe nổi tiếng ở cả hai miền Nam Bắc để thuận tiện đi lại. Trước độ giàu có của bạn gái, Quách Ngọc Ngoan không ít lần khiến nhiều người thắc mắc rằng có lẽ nào anh sẽ bị lép vế. Đó là suy nghĩ của người ngoài, tôi không quan tâm. Khi cả hai đến với nhau bằng một tình yêu thì những điều khác là vô nghĩa. Chúng tôi đều có sự tự tin và tôn trọng dành cho đối phương. Nếu có gì không thoải mái thì chúng tôi khó sống êm đềm nhiều năm qua. Khi ai đó hiểu con người mình hiểu vợ thì không có gì phải lăn tăn, dù đi bên cạnh tôi có nhiều cô gái đẹp. Bản thân tôi ít khi bị hoàn cảnh xung quanh tác động. Ngày mới lên Sài Gòn, bước vào trường sân khấu nhìn các bạn xanh điệu, quá thân thuộc với ngôi trường, còn tôi rất lơ ngơ. Nếu tôi mất tự tin thì có lẽ không thể thi đậu. Hơn thế, bản thân tôi luôn có sự điềm tĩnh và điều này tạo cho tôi ưu thế rất lớn, có tâm lý mạnh. Cuộc sống của tôi cũng đơn giản như thế, chưa bao giờ tôi thấy áp lực khi vợ giỏi kiếm tiền. Tôi không phải gồng tay chịu đựng hay bất cứ điều gì khi sống bên cô ấy. Bản thân tôi và người bên cạnh đều sống thật, thể hiện cả những điểm xấu tốt của mình. Nếu có điều gì không tốt thì chia sẻ cùng nhau sửa đổi để mọi thứ hoàn hảo hơn, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ. Quách Ngọc Ngoan còn tiết lộ cuộc sống hiện tại đang rất vui vẻ. Ở bên người phụ nữ của mình, anh được sống đúng chất với con người. Bên cạnh những chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên còn tiết lộ về những tiếc nuối khi quyết định ly hôn cuộc tình đầu Lê Phương. Với cuộc hôn nhân đầu, tôi chỉ có thể dùng hai từ đáng tiếc. Mọi việc đã qua gần 3-4 năm nay, bây giờ Phương và tôi đều có gia đình riêng, cả hai đều hạnh phúc. Với sự ồn ào kéo dài suốt thời gian chúng tôi ly hôn cũng là điều đáng tiếc. Trong đời sống, có người may mắn vì đường tình duyên, người thì không, nhưng quan trọng là sau làn sóng ấy. Có điều đáng tiếc thì mình rút ra được những gì, mình sẽ làm thay đổi gì khi bắt đầu cuộc sống mới. Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương kết hôn vào tháng 3, 2012. Sau 2 năm gắn bó, Lê Phương đã đưa đơn ly hôn chồng ra Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh, nữ diễn viên một mình nuôi nấng con trai cà pháo. Được biết, sau ly hôn, Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương từng chỉ trích nhau trên mặt báo. Nhưng ở thời điểm hiện tại, mối quan hệ của cả hai trở lại bình thường. Thỉnh thoảng về thăm con ở Trà Vinh, tôi vẫn gặp Phương, chúng tôi vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là lo lắng cho con trai hơn là những so đo trách cứ cũ, Quách Ngọc Ngoan kể lể.